Phương xin kính chào các quý vị khán thính giả của BBC Việt ngữ đang theo dõi chương trình Facebook Live đặc biệt cuối tuần này với vị khách mời của chúng tôi là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Ông là nhà nghiên cứu về băng giao quốc tế, các vấn đề về chính sách của chính phủ và đồng thời cũng là nhà nghiên cứu cao cấp thỉnh giảng của Trung tâm Nghiên cứu CSIS của Hoa Kỳ, người đang tham gia chương trình từ Washington DC. Và chủ đề ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là bối cảnh thời sự về chính sách đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là trước ngưỡng cửa mà Tổng thống Trump sắp nghênh đón Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Và câu hỏi đầu tiên liên quan tới tình hình chính trị đối nội và đối ngoại đấy của Hoa Kỳ, liên quan tới ông Tổng thống Trump, chúng tôi xin phép được hỏi giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa ông, có một cái tin như ông biết là vừa rồi đấy thì trên BBC cũng đưa là ông Kushner muốn mở một cái đường dây bí mật để mà giao tiếp, liên lạc với Moscow. Không biết là cái tin tức này thì nó có cái ý nghĩa như nào trong cái đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ thưa ông? Cái này nó đương tạo một cái số dư luận thảo luận rất nhiều ở bên Washington DC này. Có nhiều người cho rằng đó là một hành động không có thích hợp. Có người thì cho nó là hành động có thể phạm pháp nữa. Là bởi vì cái đường dây thứ nhất ấy, là người ta nói là không thể tưởng tượng được mà một cái ban tham mưu của ông tổng thống tuân cử, nhất là ông con rể của ông Trump đó, lại muốn không cần dùng những đường nghi ngờ của cái hệ thống intelligence của Mỹ, tình báo của Mỹ, lại muốn đề nghị rằng là với ông đại sứ Nga rằng lập với đường dây liên lạc đặc biệt giữa ông đó, giữa hệ thống đó, giữa cái ban tham mưu đó, tức là của ông Kushner đấy, với thẳng với ở bên mặt tư khoa. Thì cái này người ta hỏi là kỳ, tại sao lại không đi qua cái hệ thống đó, và nếu mà muốn liên lạc tại sao không nói với ông đại sứ mà lại có một đường dây liên lạc riêng, thì cái đó là vấn đề là người ta còn đứng thắc mắc. Và có những người mà muốn nói vượt ông Trump đấy thì họ nghĩ rằng là tại sao cái điều này cũng khó tin được, là cái chuyện nó dễ thế mà tại sao lại phải làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Thế thành ra vì thế nó đường dây rất nhiều tranh cãi bên này. Nhưng mà có điều đặc biệt là nó làm cho ảnh hưởng, làm cho ông Trump đó. Ông nhớ là khi ông Trump ông đi thăm ba cái nơi này đó, là ông thăm ba cái nơi đại diện cho ba cái tôn giáo khác nhau. Và ông muốn cái cuộc công du này, công du đầu tiên được thành công uy bản, và muốn được những tin tức về công du thường nói nhiều. Thì nó bị lu mờ hoàn toàn, nghĩa là không thể hoàn toàn, nhưng nó bị rất là lu mờ bởi những tin tức về cái vụ điều tra của cái cơ quan gọi là cơ quan điều tra liên bang đó, đến cái sự liên hệ và có thể nó gọi là collusion, là kết hợp, cấu kết với nhau giữa cái ban tham mưu tranh cử của Trump với lại Nga, lúc bây giờ đương làm nước có thể coi là thù địch của nước Mỹ, bởi vì ông tổng thống chính quyền Obama đã ra cái lệnh gọi là lệnh cấm, ra những cái lệnh chế tài với Nga Xô đó. Thì thành ra đó là trường hợp rất rắc rối, thành ra tạo ra những cái luồng tin là thật khả năng rất bất lợi cho ông Trump. Có thể nói là ông chính phủ Trump đấy, hiện nay đang bị bao vây mọi phía. Vâng, như quý vị thấy đấy, và giáo sư Nguyễn Hùng chắc cũng thấy là ở trên cái trang Fox News ở đây thì cũng có đưa một cái tên, tức là Moscow Calling. Không biết là có gọi điện cho Moscow hay là không, và có hình ảnh của ông con rể của ông Donald Trump là ông Kushner, và một số các cái trang khác ở trên báo chí của Hoa Kỳ đấy thì cũng có cái đưa cái tin có liên quan. Ở đây chẳng hạn như là trên cái trang điện tử của CNN thì người ta đưa là cái việc là nó gọi là proposed secret Russia line, thì ở đây cũng đưa cái tin về là việc là liệu là ông Kushner đấy là có đề nghị một cái đường dây liên lạc bí mật với phía Moscow hay không. Như quý vị theo dõi cái trang tin của BBC Việt ngữ hôm nay thì chúng tôi cũng có đưa cái tin, tức là con rể ông Trump bàn đường dây bí mật với Moscow. Cái này cũng có thể là một dấu hỏi nữa. Và đây thì là BBC cũng có đặt cái dấu hỏi là không biết là cái chuyện này đấy thì nó có cái tính xác thực ra sao, và không biết là người ta sẽ điều tra như thế nào. Nhân chuyện nói về chuyện điều tra thì thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, liên quan tới cái việc mà ông Donald Trump đã sa thải ông cựu giám đốc của
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đấy, và sau đó thì các cái cá nhân có liên quan cũng sẽ phải ra để mà đối chất công khai đấy, trước công luận, có thể là trước cả Quốc hội Mỹ. Và cũng đã có một quý vị là nguyên giám đốc của FBI cũng đã cử để mà đứng ra một cái đứng đầu một cái cơ quan điều tra độc lập về vụ này. Thì không biết cái tình hình cập nhật tới nay của cái vụ đó ra sao, thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng? Nhưng cái thật ra đó là cái vấn đề người ta đặt ra là nếu mà ông trước hết là có những cái chỉ trích rồi chính quyền ông Trump là không có transparent, không có trong sáng và cứ tìm cách giấu đi, thì những cái người mà không ưa ông Trump đấy thì nghi ngờ rằng là có cái gì che giấu, mà cái che giấu này người ta nói là rất nhiều, có gọi là lửa khói thì phải có lửa, thì người ta bảo nhưng mà lửa thì chưa thấy nhưng mà rất là nhiều khói. Thế thành ra cái sự nghi ngờ rất lớn. Nghi ngờ là bởi vì họ nói là rất nhiều người cứ nói dối. Chẳng hạn như ngay cả ông Session là ông Tổng trưởng Tư pháp đấy, khi mà đưa ra lý lịch mà để cho được chấp nhận Tổng trưởng Tư pháp ấy, cũng cứ lờ đi cái việc mình tiếp xúc với Nga. Rồi ông McFeel cũng không đề nghị đến, sau này mới khai ra. Rồi ngay cả ông Kushner cũng có 2-3 lần gặp với ông đại sứ Nga. Và ngay cả cái nhà băng của Nga, cái ông tổng giám đốc nhà băng đó thì là rõ ràng là người thân cận rất nhiều với ông Putin. Mà đó là nhà băng có thể gọi là ngân hàng nhà nước, nhưng mà cũng là ngân hàng mà do nhà nước của Nga nó làm. Thành ra có rất nhiều những cái điều đó mà người ta không nói dối quanh. Thế rồi đến cái việc mà thay đổi ông, hay là có thể gọi là đuổi ông, rồi nó dùng danh từ của ông Trump là fire, đuổi ông Comey đó, thì cái này tạo ra người ta cho là đây là một sự can thiệp vào cái tiến trình của pháp lý, tức là obstruction of justice. Thế thành ra cái đó là cũng là một cái mà vấn đề rất lớn cho ông Trump. À, người ta rồi nhất là khi mà ông Trump ông nói mấy cái người, tức là các cái người mà bối việc ông Trump ấy, là staff của ông ấy, thì là luôn luôn nói là không có cái chuyện gì và liên hệ gì cái việc đuổi là vì bên là điều tra với Nga cả, bởi vì điều tra là do cái ông tức là acting, tức là ông xử lý thường vụ tư pháp, bởi vì cái ông bộ trưởng tư pháp thì là phải nghĩa là tự mình đặt ra ngoài đó, bởi vì ông bị liên hệ với ông đã ủng hộ ông Trump, bị liên hệ phải không excuse, tức là đứng ra ngoài đấy. Thế thì thành ra đó, ông này lại bổ nhiệm một ông Miller, như ông đã biết đấy, thì là ông này có rất nhiều khả năng điều tra. Thế thành ra người ta nói là obstruction of justice, bởi vì ông Trump ông nói với ông đại sứ Nga, nói với ông tổng trưởng ngoại giao Nga rằng là cái anh này anh làm khó khăn vấn đề mà Nga của tôi quá, thành ra tôi đuổi anh đó đấy. Thế thành ra những cái điều rõ ràng là một đằng ấy, thì nói rằng là ông căn cứ vào cái tường trình của ông xử lý thường vụ tổng trưởng tư pháp để thay, nhưng mà chính ông Trump ông nói ngược lại, và chính ông ấy là ông đòi. Mà chính cái ông acting, tức là ông xử lý thường vụ khi ra điều trần quốc hội, ông nói là khi trước khi ông viết cái bài đó ông đã biết là ông Trump đã muốn đuổi rồi, tức là ông Trump khi ông ấy cho một cuộc phỏng vấn ấy, ông nói là dù các anh ấy nghĩa là recommend, tức là đề nghị ra sao thì cũng vẫn bị Comey. Thế thành ra rõ rệt là người ta bảo tất cả những chứng chứng này chứng tỏ là ông Trump đuổi ông Comey là bởi vì ông ấy can thiệp và ông để tra về cái vụ mà liên hệ giữa cái ban tham mưu của ông Trump, ban tranh cử của ông Trump với lại người Nga. Và như vậy thì như vậy là có thể coi như là gần như obstruction of justice. Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Đức Hùng, cũng có cái câu hỏi đặt ra là không biết là cái báo chí của Hoa Kỳ hay là truyền thông của Hoa Kỳ đấy, thì có như là ông Trump cũng đã nhiều lần nói đấy, tức là có cái sự thù hằn quá với ông ấy hay là không, mà nhiều báo đã đưa cái tin mà theo ông cho là bất lợi. Thưa giáo sư Hùng, thì báo chí thực sự là không biết lại tại sao mà ông Trump ông cũng bực mình báo chí, là bởi trong cái thời tranh cử đó thì không được báo chí ủng hộ nhiều lắm, tức là ở bên này nó có những loại báo nó có tính cách gọi là liberal, có tính cách tự do quan phóng hơn, có những báo hay hệ thống truyền thông nó có cái bảo thủ, thí dụ như Fox News chẳng hạn, thì những cái chuyện rất là trong những ngày gần đây chúng ta thấy ông lờ đi rất nhiều những cái chuyện mà liên hệ ông Trump. Thế thành ra vì thế cho nên những cái mà nó nói như MSNBC chẳng hạn thì là nhiều người đổi từ Fox News sang MSNBC.
Thế thành ra có rõ ràng là có những cái tiên kiến ở trong báo chí chứ phải không? Thế còn những cái tờ báo lớn đó, thì cái tờ mà Wall Street Journal ấy, thì là ủng hộ ông Trump rõ rệt rồi. Thế còn hai cái tờ New York Times và tờ Washington Post ấy, thì họ không ủng hộ ông Trump, thì chúng ta thấy những cái tất cả những cái mà khui ra đó là đều do hai cái tờ báo đó. Đó lý do tại sao mà ông Trump ông rất bực mình với tờ báo. Rồi ông lại thấy những cái leak ông rất bực mình hệ thống intelligence. Thì thành ra người ta hỏi tự hỏi mà ông tổng thống đó, thì có hai chuyện quan trọng. Thứ nhất là phải căn cứ vào cái hệ thống tình báo của mình thì lại gây sự với họ. Thì làm sao mà sử dụng tình báo được, không tin người ta nữa. Thì bây giờ lấy tin đâu mà làm. Thế mà ông nó bảo ông này cũng cũng gọi là mâu thuẫn lắm. Một đằng ấy ông vừa chê tình báo đến khi ông khoe với ông đại sứ Nga, với ông tổng trưởng Nga thì ông bảo tôi có tình tức tốt nhất thế giới. Đó. Thế ông này cũng mâu thuẫn quá. Thế bây giờ vấn đề tự do báo chí đó. Nếu không có báo chí thì làm sao có thể khui ra được những cái chuyện mà khuất tất ở trong chính phủ. Mà ông này là ông khai chiến với báo chí. Thì thành ra cái chuyện đó xảy ra làm cho ông rất là khó khăn. Vì thế cho ông phải nương vào những cái khác. Vì thế ông chê những cái báo này là fake news, là tin láo. Nhưng mà ngược lại cái Fox News thì nó cũng có đưa nhiều tin láo lắm. Thành ra cái Fox News bên này nó gọi là Fox News trở thành fake news. Thành ra hiện nay thì bên những cái sự tín nhiệm của ông Trump ấy rất là thấp ở đây. Vâng, vừa rồi thì giáo sư Nguyễn Đình Hùng cũng có nhắc tới một cái tờ báo, một cái báo tức là báo ấy, MSNBC. Như quý vị thấy ở đây thì trên cái trang ngày hôm nay đấy, vào thời điểm này, hôm nay là ngày thứ Bảy đấy, 27 tháng 5, thì cũng có đăng cái tên tức là ông Kushner đề nghị một cái kênh bí mật tới Kremlin. Đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được hỏi giáo sư Hùng thêm một cái câu hỏi nữa, tức là người ta nói rằng là FBI đang để ý, để mắt tới ông Kushner. Cái điều đó thì nó thực sự có ý nghĩa gì thưa ông? À, thật sự ra là người ta nói rõ rằng đây là không, ông phải là target, không cái gọi là đối tượng của sự điều tra. Ông này chỉ có thể coi như witness, tức là ông ấy biết ông đi gặp như thế thì người ta muốn ông, người ta nghĩ rằng là ông sẽ có rất nhiều tin tức quan hệ, cái liên hệ giữa cái bộ tranh cử, tham mưu tranh cử của ông Trump với lại cái nước Nga, với ông Putin, và nhất là trong cái cuộc họp ạ với ông đại sứ Nga và cuộc họp ngay với cả cái gọi là ông gọi là, thì có cái sự mặt đều có sự hiện diện của ông Mike Flynn, và ông Mike Flynn thì hiện nay đối tượng đương là đối tượng của điều tra. Thành ra người ta nghĩ là ông này có biết nhiều chuyện mà có thể người ta có thể hỏi được. Thành vì thế hiện nay chỉ cái nói thôi, không phải là một criminal trial, không phải một cái gọi là coi ông là đối tượng điều tra, cũng không phải ông là người là phạm tội gì cả, chỉ là mời ông ra để nói chuyện thôi. Và chính ông này ông nói, ông Custer cũng nói là tôi sẵn sàng tôi nói chuyện với ông. Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi cuộc trao đổi cuối tuần của BBC Việt ngữ với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng là nhà nghiên cứu cao cấp khách mời đó của trung tâm CSIS của Hoa Kỳ. Quý vị có thể theo dõi các tin bài của chúng tôi trên địa chỉ trang nhà của chúng tôi là bbcvietnamese.com. Cũng như là trên các cái kênh Facebook như là Facebook Live là chương trình mà quý vị đang theo dõi ở đây, mà quý vị có thể trực tiếp đặt các cái câu hỏi với chúng tôi, chẳng hạn như là chương trình mà chúng tôi đang vấn ý giáo sư Hùng đây. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì mời quý vị cứ đặt và gửi trên cái Facebook Live của chúng tôi. Chúng tôi còn có các kênh khác nữa, đó là các kênh như là Twitter, Weibo, rồi kênh YouTube. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email là vietnamese@bbc.co.uk. Trên trang chính của chúng tôi ngày hôm nay thì một lần nữa xin giới thiệu các quý vị là chúng tôi có bài là Con rể của ông Trump bàn đường dây bí mật với Moscow, với Moscow đấy. Dưới đây có một số các bài vở khác nữa, chẳng hạn như là Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần duyên cho Việt Nam, giải mã chính phủ kiến tạo của ông Phúc. Đó là một cái ý kiến từ quan điểm riêng của một chuyên gia về chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, viết nhân cái trước thềm chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Rồi bài đừng bán đất của tôi cho Trung Quốc, đó là trong cái tin tức ở trong vùng. Rồi thì có tin về liên quan đến tin tặc thì nó là Five Eyes, là tin tặc từ Việt Nam tấn công Philippines. Tất nhiên đây là một cái dấu hỏi.
chúng tôi tiếp tục có các bài vở khác nữa, chẳng hạn như là bên cái mục ở bên này, như quý vị thấy, tức là cái mục gọi là góc nhìn và chuyên mục, thì có một số các cái bài để phục vụ cho cuối tuần ở đây, chẳng hạn như là khi quán rượu ở Anh phục vụ lợi ích cộng đồng, vân vân. Thì có một bài liên quan Trung Quốc là Trung Quốc hậu vệ binh kiểu mới, sinh viên yêu nước. Đấy. Một bài nữa là ở dưới này là nghĩa vụ tố giác tội phạm của luật sư. Một bài dưới này thì còn có một số các cái chuyên mục khác nữa quý vị có thể theo dõi, chẳng hạn như ý kiến đặt câu hỏi đối thoại để làm gì, liên quan tới cái chính trị đối nội của Việt Nam. Một số các bài trên này là FBI để ý đến con rể của ông Trump, Việt Nam làm sâu sắc hơn quan hệ với nước lớn, tàu chiến Mỹ tiếp cận đá vành khăn, vân vân. Các cái tin bài khác mời quý vị vào trang nhà chúng tôi là bbcvn.com để theo dõi. Bây giờ thì tiếp tục cái câu hỏi với giáo sư Nguyễn Đình Hùng. Thưa ông, vừa rồi thì như ông biết là trên cái tờ gọi là MSNBC đấy, thì có đưa cái câu hỏi là nói là cái bình luận về chuyện là bà Clinton có ngụ ý nói rằng là cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ kết thúc như là của Nixon. Không biết là nghe qua cái bình luận như thế thì giáo sư có cái ý kiến gì hay là không? Thực sự thì bây giờ còn quá sớm để thể nói được. Cái chuyện mà giấu giếm thì rõ ràng có chuyện giấu giếm rồi. Nhưng mà giấu giếm cái gì thì chưa ai biết cả. Thành cái việc điều tra nó đương còn tiếp tục. Mà ông Trump thì ông nói là ông không có hề có liên hệ gì với Nga cả. Thành ra vấn đề hiện nay đó là cái cuộc điều tra đứng tiếp tục. Và có lẽ còn lâu mới có thể kết được. Bởi bây giờ nó đương chắc rối lắm. Là có 3 vụ điều tra cùng một lúc. Là ông bị điều tra của Bộ Tư pháp. Có bộ điều tra của cái Special Counsel. Và ông gọi là ông Mueller là lãnh đạo. Rồi có 2 cuộc điều tra khác, một cái của Thượng viện, một cái của Hạ viện. Thế thành ra đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Mà bây giờ bởi vì đó là có đã có bổ nhiệm cho một cái Special Counsel rồi đó, thì có rất nhiều tin tức có thể không ra được. Là bởi vì đó, nếu mà đi ra quốc hội thì vì thế cho nên ông Comey ấy, là hôm trước bằng lòng ra quốc hội rồi, thì bây giờ mà ra thì bây giờ ông phải hỏi chuyện lại với ông Mueller để xem cái gì được nói và cái gì không nói. Tại vì trong cái việc điều tra như vậy thành ra cho đó, cho nên vì có chuyện đó cho nên là thứ nhất thì người ta thấy rằng có thể là rõ ràng là đây là không cố gắng để tạo ra một cái cơ chế điều tra nó trung lập, rõ rệt mà không cần. Thế ngược lại lại có một cái làm nó có cái là bởi vì có cái cơ chế đó cho nên có rất nhiều chuyện cho đến khi có kết luận thì không tiết lộ được, thành cho người ta sẽ được ít tin tức hơn là trong trường hợp bình thường. Đó là 2 cách để nhìn cái việc đó. Thế còn việc ông Trump thì cái chuyện đó càng ngày nó càng xảy ra thì nó làm cho ông phải luống cuống đối với phó nội bộ, thành cho nó tạo ra 2 cái điều bất lợi. Điều bất lợi thứ nhất là về chính sách ngoại giao thì nó có lung tung cả lên, mà chính sách ngoại giao của ông Trump rất là lung tung. Thế rồi cái đó nếu muốn hỏi thì tôi sẽ tiếp tục thêm. Thế còn bây giờ vấn đề đối nội, có những cái vấn đề lớn mà Đảng Cộng Hòa hứa lại làm, ví dụ như là Obamacare thay đổi, họ gọi là repeal and replace, tức là bác bỏ và thay thế, thì ngay cả ông Boehner là ông cựu chủ tịch quốc hội của Đảng Cộng Hòa ngày xưa đó, ông mới từ chức rồi thì ông nói là cái chuyện đó khó có thể xảy ra được. Ngay cả Mitch McConnell là ông là đại diện, tức là ông lãnh đạo đa số của Thượng viện, ông cũng là cái việc này là rất là khó khăn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất không ra được. Yếu tố thứ hai là về vấn đề thuế. Thuế thì bỏ cải tổ thuế vụ thì bây giờ đương ngay hàng bây giờ chẳng biết nó ra làm sao cả. Thành ra những vấn đề lớn ở trong nội bộ không làm được. Mà ngoài bối ngoại thì rất nhiều là cái rắc rối. Cùng một lúc đối phó rất nhiều khủng hoảng mà ông Trump lại phải đối phó với vấn đề những cái khó khăn nội bộ. Thành ra làm cho chính sách ngoại giao của Mỹ trở nên rất là có thể là khiến cho người ta không biết là cái gì cả. Nhiều người, nhất là những cái đồng minh của ông Trump ở bên Âu Châu ấy, rất là thắc mắc. Ví dụ một chuyện là khi mà ông sang ông họp ở bên với cái NATO, nhà đại diện của cái khối biên của Đại Tây Dương đó, thì cái ông tổng thư ký ông đã nói về cái chuyện ông nhắc nhở là cái vụ 911 đó, thì lần đầu tiên mà NATO nêu ra cái điều 5 của cái hiệp ước đó, nói là một cái attack, một cái sự tấn công một nước, thì là tấn công mọi nước, mọi người ủng hộ ông Mỹ. Bây giờ ông chỉ mong là ông Mỹ, bởi vì đương có những vấn đề của Nga, Ukraine, rồi
những cái đe dọa vào những cái nước khác ở biên giới Ukraine, ở biên giới của Nga Xô đó. Thì họ hy vọng là ông Trump ông nhắc cái chuyện đó. Thì thay vì nhắc cái cam kết của Mỹ đối với NATO đó, thì ông lại nhắc cái chuyện là các ông không chịu đóng tiền. Thành ra chuyện lớn thì không nói, chỉ nói chuyện vớ vẩn, chuyện nhỏ thôi. Thành ra làm cho người ta rất là thắc mắc. Vâng. Và thưa giáo sư Nguyễn Đình Hùng, bây giờ thì liên quan tới cái chuyến đi gọi là công du quốc tế đấy, lần đầu tiên của ông Tổng thống Donald Trump. Thì trước đó thì có một số ý kiến nói rằng là vì cái tình hình ở trong nước có một số những dấu hiệu được cho là bất lợi với ông Trump. Cho nên là ông Trump cùng với các cái advisor của mình, các cái cố vấn của mình ấy, thì đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cái chuyến đi này. Và có vẻ như là cũng có một số những dấu hiệu tích cực thành công nào đó. Ví dụ chẳng hạn như là riêng với tại Saudi Arabia thì cũng đã ký được cái hợp đồng mà phía Mỹ loan là có trị giá lên tới hàng trăm tỷ đô la. Đấy, tức là liên quan đến việc ông Trump có những lời hứa là sẽ mang về thêm nhiều việc làm, nhiều thu nhập, nhiều hợp đồng có lợi cho nước Mỹ. Thế thì không biết là nếu như cái ý kiến nói rằng là vì đối nội nó như vậy cho nên là chuyển tới đối ngoại để mà nó làm tạm gọi là nó nguội đi hoặc là cân bằng lại, thì cái mục đích đó nếu có thì không biết là có đạt được không, cái chuyến đi công du này của ông Trump đấy, thì theo giáo sư là có đạt được cái dấu mốc, dấu son gì hay là không, hay thế nào ạ? Thường thường ấy là khi mà người ta vấn đề khó khăn nội bộ đó thì họ chuyển ra với ông tổng thống thì cũng dễ, là ông đại diện cho nước Mỹ, thành ra chuyển ra những cố tìm những cố gắng ngoại giao hay là đi giúp công du những cửa lớn để nó làm gọi divert, tức là đánh lạc cái hướng dư luận đi. Còn một loại thứ hai nguy hiểm hơn là những cái chuyện mà khi nó bí như vậy có thể tạo ra một cuộc chiến tranh nào đó, một chuyện nhỏ mà mình chắc chắn mình thắng để divert cái attention, thì cái chuyện đó nó chưa xảy ra. Bây giờ cái chuyện mà đi đi công du rồi Ả Rập này, rồi sang Israel này, rồi đi sang thăm Giáo Hoàng này, là cũng ở trong cái context, cái khung cảnh mà họ muốn nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của nước Mỹ và vai trò của ông Trump đại diện nước Mỹ trong nước đó. Thì bây giờ nhìn về những cái vấn đề đó thì chúng ta thấy là có thể gọi là kết quả có thể là mix, tức là nó nửa nọ nửa kia. Tôi lấy ví dụ là cái vụ mà bán vũ khí bằng lòng của ông Saudi Arabia đó, khoảng 110 tỷ đó. Thì cái việc này đó là thật sự không phải là thời ông Trump. Cái này đã điều đình từ thời ông Obama rồi. Cái chính quyền Obama đã cam kết là bán vũ khí đến 115, tức là lớn hơn 15 tỷ cho ông Saudi Arabia. Nhưng bởi vì có những cái tin tức về cái vụ, những cái chuyện thảm sát ở Yemen là một cuộc chiến tranh mà ông Saudi Arabia gây ra, hỗ trợ và tạo ra chuyện đó. Thành ra vì thế ông chính quyền Obama mới khựng lại cái việc đó và cắt đi cái phần là bán những vũ khí có tính cách là chính xác, precision guided munition cho đó. Thế thành ra đây chỉ là việc tiếp tục thôi. Thành ra dù sao thì về phương diện mà đối với cái phương diện của dân chúng đó, thì người ta nhìn thấy là đây là cũng lợi, là ông bảo ông khi mà ông Trump cũng nói ở bên Saudi Arabia cũng nhắc nhiên là job, tức là tôi mang việc làm về. Thì nếu nhìn đó thì là một cái thắng lợi. Cái thắng lợi thứ hai là lần đầu tiên mà ông nói với được 50 đại diện, 50 đại diện của các nước Ả Rập. Thế thì ông nói là ông có thể tức là đoàn kết các nước Ả Rập để chống lại kẻ thù chung. Nhưng mà đây lại cũng có cái một rắc rối là khi ông ấy là thiên hẳn về Saudi và Israel ấy, để cản trở cái sự phát triển của Iran đó, thì nó có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là Iran là nước rất lớn ở vùng đó, khó mà thể cưỡng được, trừ khi đập tan nó, khó mà thể cưỡng nó trở thành một nước lớn. Đó điểm nhất là có. Điểm thứ hai là khi mà ủng hộ về Saudi Arabia chống lại Iran ấy, thì là tự nhiên đứng vào một cuộc chiến tranh, nghĩa là nội bộ của cái tôn giáo Islam, bởi vì đó là ủng hộ Shia, Sunni và chống lại Shia, thì hai cái vấn đề đều là vấn đề khó khăn. Nhìn một cách là đoạn kỳ đó thì mình có thể kêu là đó là thắng lợi, nhưng mà về trường kỳ thì đã có những cái mầm mống của sự nguy hiểm. Đó là cái chuyện về tôi nhìn về cuộc chuyến đi đó. Còn cuộc đến đi sang Âu Châu thì hoàn toàn không thắng lợi đi gì hết, mà có những rất là trục trặc. Chẳng hạn như là ông Trump ấy, ông đòi điều đình riêng với bà Merkel.
thì bà mới cân bảo không được, ông thì đồng đúng tôi, chúng tôi EU, ông có điều đình về thương mại, điều đình với EU, mà ngay cả cái ông gọi là giám đốc National Economic Council, giám đốc hội đồng an ninh kinh tế đó, kinh tế quốc gia đó, thì cũng không biết cái chuyện đó, chuẩn bị gì mà lại không biết rằng là nếu điều đình thì EU nó là một khối, điều đình và thương mại thì đều cả EU, chứ không thể điều đình một nước như nước Đức được đó. Thế thành ra rồi lại còn có những cái hố nữa là báo chí về Đức nó nghe thấy ông nói, ông bảo là Đức nó tệ lắm, nghĩa là người Đức tệ lắm, nhất là nó tệ, nó bán nhiều xe sang Mỹ và nó không, tôi sẽ chấm dứt chuyện này. Thành ra những cái chuyện mà đáng nhẽ mình sang để gọi là cái ủng hộ đồng minh Âu Châu ấy, thì tôi nghĩ là cái này là thất bại. Trước kia đó Mỹ đó, cứ phàn nàn là Âu Châu là không có chịu để ý đến đe dọa của Nga, soft không muốn đánh nhau thành những cái giai đoạn, thì giờ lại chính ở Nga lại lại thấy ông Âu Châu lại thấy ông Mỹ lại soft. Thành ra trong cái chuyến đi này đáng nhẽ phải phải nói cái sự gọi là cái gọi là sự lãnh đạo của Mỹ thì chẳng thấy lãnh đạo Mỹ gì cả. Thế ngay cả ông Mattis ông đã nói là đánh mẹo Mỹ là có hai cách lãnh đạo, có hai cái Mỹ có hai khả năng, hai cái sức mạnh để lãnh đạo. Sức mạnh thứ nhất là sức mạnh đe dọa, tức là intimidation, mà sách cái thứ hai á, là sức mạnh thuyết phục. Thì bây giờ chỉ sức mạnh đe dọa thì đưa ra, mà sức mạnh thuyết phục tức là soft power thì không còn nữa. Thì thành ra nếu mình nhìn cái chuyến đi này thì mình thấy là cái chính sách ngoại giao, cái đường ngoại giao của ông Trump không rõ rệt. Tôi biết có một số những đồng nghiệp của tôi muốn bênh vực ông ấy thì nói giải thích ở đây là trường hợp nó gọi là một cái loại chính sách ngoại giao mới, gọi là cái gì gọi là realism đó, tức là những cái chính sách gọi là ngoại giao gọi là có tính cách quyền lực mà principle, chính sách ngoại giao thực tiễn có nguyên tắc. Thì vấn đề đặt ra ở đây là cái nguyên tắc gì? Realism ấy, có nghĩa là chính trị chỉ ghi quan lệ đến hệ quyền hậu thực thôi, thì có nghĩa là ông Trump bỏ luôn cái khả năng thứ hai, khả năng thuyết phục, là cái inspiration, khả năng power inspiration, khả năng gây gây hứng của ông Mỹ, thì cái gọi là cái soft power của Mỹ dưới thời ông Trump thì bỏ hẳn rồi. Vâng. Thế và bây giờ thì chúng tôi xin phép chuyển sang một cái chủ đề mà nó gắn hơn đấy với cái quan hệ bang giao Việt-Mỹ, Mỹ-Việt. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Hùng, chúng tôi mới được biết là mới gần đây thôi là hôm 25 tháng 5 không ạ? Thì là trên trang mạng của CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ đấy, một cái think tank hết sức là quan trọng về nghiên cứu chiến lược đấy, và chính sách của Mỹ đấy, thì đã xuất hiện cái bài viết của giáo sư cùng với đồng tác giả là ông Murray Hebert. Bài có cái tựa đề chúng tôi tạm dịch tức là những cơ hội và thách thức đang chờ đợi Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm tới Washington. Thì tiện đây thì có cái sự hiện diện trực tiếp của giáo sư Nguyễn Hùng là đồng tác giả đấy, thì chúng tôi xin được hỏi giáo sư trong này thì cũng đề cập rất nhiều vấn đề, đây bài báo rất là nhiều nhiều thì đâu là những cơ hội chính và đâu là cơ hội chính và đâu là cái thách thức chính đối với ông Nguyễn Xuân Phúc trước chuyến đi này thưa ông? Cái cơ hội chính là chúng ta thấy là cái sự kiện đó, là ông Phúc là cái một trong số nhiều của những cái người mà lãnh đạo trên thế giới nói chuyện với ông Trump. Nhớ là ông Trump phải tiếp bằng lòng telephone thì ông mới nghe được, thì ông bằng lòng thì được là có điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông là một lãnh đạo gọi là đầu tiên của các nước ở Đông Nam Á đó được mời sang đây để tham dự, thì cái đó làm tăng cái ít nhất là về phương diện tổng quát ấy, nó tăng cái uy tín ngoại giao và vai trò của Việt Nam, thì đó là về vấn đề thôi. Thế mà trước khi ông ấy đi ấy, thì không phải là ông Trump mà là ông tùy viên báo chí của ông Trump ấy, ra một thông cáo là có là ông Tổng thống Trump rất là vui lòng tiếp đón một cái đối tác quan trọng, rất là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở châu. Thì như vậy là trong cái những lời nói thì đã thấy rõ ràng như thế. Nhưng mà đó, thế là rõ ràng chuyến đi nó trong cái khung cảnh đó. Thế thì đối với ông Phúc đó, thì cái việc ông ấy sang đây á, thì thứ nhất ông là người đầu tiên trong các quốc gia Đông Nam Á. Thứ hai là ông sang đây thì ông có cái cơ hội để tiếp xúc
riêng với ông Trump, nghĩa là thân mật với ông Trump, có thể tìm cách tạo một cái impression, một cái ấn tượng nào đối với ông Trump để thăm dò xem chính sách của ông ra sao, chính sách của ông đối với Đông Á ra sao, chính sách đối với Trung Quốc ra sao, đối với Việt Nam ra sao, và đồng thời có thể thăm dò là xem là thực sự là Mỹ, Việt Nam cũng tìm đối trọng, vì Việt Nam đã tìm những đối trọng với Trung Quốc ở Nhật, ở Ấn Độ, ở ASEAN, thì cái đối trọng quan trọng nhất là Mỹ. Thì bởi vì có chính quyền mới thì ông muốn cũng sang để tìm ra sao, thì đó là cơ hội của ông có thể thiết lập một đường dây là liên hệ cá nhân, tìm cách ấn tượng ông Trump, tìm cách tìm hiểu ông Trump và tìm cách ảnh hưởng đến chính sách của ông Trump nếu có thể được. Thế còn những cái challenge, tức là cái thách thức của ông Trump ấy, là bởi vì là ông ấy sang đây, cái thời điểm mà ông sang đây ấy, thì cũng tương đối không có thuận lợi như trường hợp của những ông thủ tướng khác. Trước hết là ông sang đây trong khi mà ông tổng thống Trump thì ông rất là lơ là với cái vấn đề Đông Nam Á và Á Châu, bằng chứng là khi mà ông Pence ông sang bên đó đó, ông sang Á Châu chỉ thăm những nước ở Bắc Á thôi. Thế chỉ có mỗi một nước ông thăm là ông Indonesia thôi. Thế thì ông cũng rất lơ là, đó là nhất là tâm hồn ông cũng để không quay, đó là quan trọng. Điểm thứ hai đó là ông lại quay lưng lại cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, là một cái xương sống cột trụ của cái việc chính sách xoay trục của Mỹ và Á Châu. Đấy là hai điểm đó. Ngoài ra là còn điểm thứ ba nữa là ông đương bị đối phó rất nhiều vấn đề nội bộ, liệu ông có thể làm được cái gì quan trọng lớn hay không. Thành ra đó là những cái từ và những thách thức, và nhất là một cái thách thức mà khi mà Việt Nam đi đó, thì các cái riêng giới trẻ Việt Nam ấy cho rằng là chuyến đi này cái trọng tâm sẽ là vấn đề thương mại. Thì trước khi đi thì ông Trump thứ nhất nó quay ngược lại với TPP rồi, thứ hai là ông nói ông chỉ thích điều đình song phương thôi. Thì nếu mà Việt Nam muốn được những hưởng những quyền lợi mà có thể, đáng lẽ Việt Nam được hưởng nếu mà có cái TPP đó, thì đây là cũng là dịp để cho Việt Nam phải điều đình song phương với ông. Thì thành ra đây cũng là một cái, vừa là cơ hội mà vừa là một cái thử thách đối với Việt Nam đấy. Vâng, theo những gì mà giáo sư đã quan sát được thì phía Việt Nam họ chuẩn bị thế nào đấy cho cái việc điều đình này nếu mà có, và thứ hai là cả hai bên, đặc biệt bên phía Việt Nam ấy, thì mong đợi là có thể đạt được cái kết quả gì ở trong cái tầm tay ạ? Trước khi đi đấy, cũng có cái tin tức báo chí nói ra là Việt Nam muốn mua vũ khí đó. Thì ít lâu nay được khoảng độ cả tuần nay thì tôi thấy cái tin tức không còn nữa. Thế thành ra không biết là muốn gì, nhưng mà chắc chắn là dĩ nhiên là cái chuyện này này, thì chuyến thăm này cả hai ông Phúc cũng muốn có thắng lợi ngoại giao mà ông Trump cũng muốn thắng lợi ngoại giao, thì dĩ nhiên là người ta sẽ cố gắng dàn xếp có một sự trao đổi nào đó để ông nào cũng có thể tuyên bố thắng lợi đối với những cái người ủng hộ của mình được. Thế thì vấn đề có nhiều chuyện xảy ra, có thể là tuyên bố là sẽ có đặt một số mua hàng nào đó, hoặc là hai bên có thể đồng ý nguyên tắc là một số nguyên tắc để đưa cái nâng tầm quan trọng của hai nước lên cái bậc cao hơn. Và nếu mà tốt nhất ấy, hay có thể nếu mà tốt ra đấy, thì Việt Nam có thể là nếu mà những cái vấn đề điều đình thì chưa có, không thì có thể đặt trong số nguyên tắc điều đình dễ dàng lắm. Thế nhưng mà sau đó những cần thiết đặt cái cơ chế để tạo tiếp tục liên hệ với Mỹ. Cái cơ chế đó có thể là như là trường hợp mà ông Tập Cận Bình khi ông gặp ông Trump để giải quyết vấn đề khó khăn hai nước ấy, ông đề nghị có cái chương trình làm việc 100 ngày đó để thảo luận lại, thì cái vấn đề này Việt Nam với Mỹ cũng có thể làm được cái chuyện đó. Thì cái chuyện đó thì nó tùy thuộc rất nhiều vào cái việc điều đình và cái chuẩn bị của cái ban tham mưu của ông Phúc và với những ban thêm người của ông Trump. Cái đó là việc làm của những người dưới. Thế còn cái mà cái thách thức lớn nhất của ông Phúc là đây là cơ hội đồng ngập mà làm thân với ông Trump. Như ông Trump thích ngoại giao cá nhân lắm, thích big deal lắm, thành ra ông thấy ông nó sang Ả Rập được tiếp đón tử tế, ông vỗ vai ông thích. Thế thì ông bây giờ vấn đề làm sao là ông Phúc có thể tạo ra một ấn tượng đối với ông Trump để ông thích mình, và nếu ông thích mình thì là sẽ có lợi cho đất nước, phải chứng tỏ là mình hiểu biết đất nước mình, có ảnh hưởng đối với mình, có một vai trò quan trọng để đóng trong cái thế, nghĩa là thế cái nền an ninh của Á Châu Thái Bình Dương. Thì nếu ông Phúc làm được cái việc đó thì đó là thắng lợi của ông. Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi cuộc trao đổi cuối tuần của chúng tôi là Quốc Phương từ BBC Việt ngữ tại London với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Ông là
giáo sư, nhà nghiên cứu về băng giá quốc tế, các vấn đề về chính phủ, vấn đề về chính sách và chiến lược, và đồng thời cũng là nhà nghiên cứu cao cấp tại trung tâm CSIS, là trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Hoa Kỳ. Và cái chủ đề ngày hôm nay là liên quan tới vấn đề về cái bối cảnh đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ trước khi Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Mỹ, mà theo dự kiến là từ ngày 29 tới 31 tháng 5 tới đây. Như quý vị theo dõi thời sự thì đã biết rằng là Hoa Kỳ vừa mới bàn giao một cái tàu tuần duyên được cho là có cái công rất lớn đấy cho Việt Nam. Và cảnh tin thì cho hay là cảnh sát biển Hoa Kỳ đã chuyển giao một cái tàu tuần duyên như thế là trọng tải lớn cho cảnh sát biển Việt Nam vào hôm 25 tháng 5 tại Honolulu, tại bang Hawaii. Và cái này là theo cái thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trước đó thì như quý vị biết là ông Đại sứ Hoa Kỳ là ông Ted Osius thì cũng đã bàn giao 6 cái cano tuần tra, gọi là cái Meton Shark, cho cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam vào hôm 22 tháng 5. Và số cano này đấy thì chỉ bằng, được cho là chỉ bằng 2/3 con số 18 chiếc mà chính quyền của Tổng thống Obama hồi tháng 5 năm 2016 thì đã từng là hứa là sẽ giao cho Việt Nam. Đó là theo cái tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 26 tháng 5, tức là tờ South China Morning Post. Thì những cái động thái này là diễn ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Phúc tới Hoa Kỳ, và được cho là một cái nỗ lực để mà thắt chặt cái mối quan hệ song phương về hoạt động an ninh trên vùng biển Đông đang bị tranh chấp. Đấy là theo cái nhận định của Reuters. Quý vị có thể vào theo dõi cái tin bài này trên cái trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là bbcvietnamese.com. Còn các cái kênh khác của chúng tôi, quý vị có thể theo dõi như là trên Facebook, trên YouTube, trên Viber, vân vân. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Hùng, ông ban nãy ông có nói là chính quyền của ông Trump có vẻ như là khá là lơ là với chẳng hạn như là với Việt Nam, rồi trong khu vực Đông Nam Á. Như chúng tôi nghe không nhầm là chẳng hạn như ông Mike Pence đi thăm, chỉ có đi thăm một nước thôi, Indonesia chẳng hạn như thế. Nhưng mà trong khi đó thì có những diễn biến như vừa rồi là chuyện bàn giao cho Việt Nam những cái cano, rồi thì cái tàu tuần duyên có cái công suất lớn như thế. Thì trước đó thì có cái chuyện là tàu của Hoa Kỳ tiếp cận cái đá Vành Khăn trong vòng cái gọi là cái phạm vi là 12 hải lý đấy. Ở cái khu vực này là Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng mà Trung Quốc thì đang có cái sự chiếm giữ như vậy. Thì đây là những tín hiệu có thể được hiểu như thế nào, thưa giáo sư? Câu hỏi của ông rất hay đấy. Nên nhớ là tôi không nói là chính quyền Trump chứ. Tôi nói là ông Trump lơ là với cái Đông Nam Á. Nhưng mà chính quyền Trump thì này này, ông Trump ấy thì ông lơ là. Nhưng mà những cái mà người mà những chiến lược gia của Mỹ đó, là họ đều hiểu biết cái tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam trong một cái gọi là cái cơ cấu an ninh ở vùng đó. Ở trong vùng đó đó, cái cơ cấu an ninh nó đương hình thành trước cái sự lớn mạnh của Trung Quốc. Nếu mà không có cái gì mà thay đổi đó, mà Mỹ rút ra đó, thì Trung Quốc sẽ là độc quyền cái vùng đó, tất cả những bá quyền mà không, thế là không ai cưỡng lại được. Thành ra vì thế những nước nhỏ đó, muốn có Mỹ ở trong là cái đối trọng để tạo ra nền an ninh mà có sự cân bằng nào đó mà các nước nhỏ nó mới thở được. Và nếu mà có cái gọi là nếu mà có cái cấu trúc an ninh mà có tính cách một cục thơi đó, độc cực đó, thì là Trung Quốc chiếm hết thì Mỹ phải đuổi ra, bị loại ra. Thành ra Mỹ dĩ nhiên cũng muốn có một cái thế gọi là thế cấu trúc an ninh đa cực, mà trong đó có nhiều cực, chứ không phải một mình Trung Quốc là chủ thể. Có Nhật, có Ấn Độ và có những quốc gia Đông Nam Á, trong đó có một số lớn như là nước Indonesia, Việt Nam. Thì Việt Nam là nước lớn thì có vai trò quan trọng đối với những nhà chiến lược của Mỹ về việc đó. Thế thành ra một mặt thì chính quyền ở trên cao này thì chưa đưa ra được một cái gọi là cái vision, một cái viễn kiến nào, một chính sách ngoại giao nào nó có hệ thống đối với Á Châu cả. Mình muốn bỏ vài chục rồi thì chưa thấy có thể thay thế gì cả. Nhưng mà trong khi đó thì cái hệ thống gọi là bureaucracy, chính phủ nó viết tiếp tục làm việc. Hiện nay thì ở Bộ Ngoại giao thì rất thiếu người làm việc, là bởi vì có rất nhiều người mà rất nhiều chỗ trống lắm. Người ta nói đến 500 chỗ bỏ trống. Thành ra bây giờ những cái người mà lo về Á Châu đấy, đều là acting, tức là xử lý thường vụ thôi, chưa có chính thức. Thành ra cái đó làm cho sự chuẩn bị khó. Nhưng ngược lại có một hệ thống mà gọi là hệ thống an ninh quốc gia thì nó đã hình thành khá rồi. Thế thành ra tuy nhiên là vì thế ở trên thì một đằng, nhưng mà dưới thì ở trong cái chính sách Mỹ
thì nó gọi là continuity, là sự liên tục của chính sách. Sự liên tục chính sách đó là cái gọi là cái bureaucracy, là cái bộ máy hành chính đó, là nó tạo sự liên tục đó. Thành ra một trên thì nên nó ông tâm muốn thế này, nhưng ở dưới á, thì là những cái chuyện mà những cái người mà phụ tá cho ông ở trong cơ cấu hành chính, họ tiếp tục thi hành chính sách cũ của Mỹ, chỉ thay đổi tí thôi. Thí dụ trường hợp là tôi thấy ông Trump ông nói rõ rằng ông trao rất nhiều quyền cho những cái người gọi là những cái tướng lãnh á, để họ tự làm, chứ không có kiểu cái gọi là cứ micromanagement là cái gì cũng kiểm soát như trong chính quyền Obama. Vì cho họ hành động thì họ hành động. Thành ra chúng ta thấy những cái chuyện xảy ra như là cho tàu tuần duyên, những cái tàu tuần tiếp tế nhỏ rồi mới cho một cái tàu lớn đó, thì thành ra những cái chuyện đó chỉ là sự tiếp tế của cái cũ, và cái chuyện đó là cái chuyện mà những cái người mà cái hệ thống trong hành chính họ có thể làm được thì có tiếp tục. Thành ra chúng ta thấy có hai cái, còn đằng ông lớn ấy thì ông cứ vơ va vơ vẩn, ông cứ lờ mờ đi, còn đằng dưới thì người ta cứ tiếp tục theo quyền lợi của nước Mỹ, theo cái suy nghĩ của người ta, thành nó mới xảy ra những chuyện đó. Vâng. Thế và lúc này thì chúng tôi cũng có nhận được một vài cái nhận xét của quý vị trên cái Facebook Live chúng tôi. Chẳng hạn có quý vị nói rằng là tàu mới giao cho Việt Nam thì đã 48 tuổi. Đó là một quý vị tên là Lộc Hát Nguyễn hay là Nguyễn Lộc Hát gì đó. Một vị vị này cũng nói thế là tàu đã được Quốc hội Mỹ phế thải, đại khái như vậy. Thế là bình luận chúng tôi không có ý gì, chỉ nêu thôi. Lúc này thì cũng có ý kiến của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, người theo dõi chương trình này, ông nói rằng là ông ấy có thể, đây có thể hiểu là ông Trump chăng, ông ấy có vẻ ngoài lơ là thế thôi, những người khác thì không lờ lơ, vẫn có đủ thứ. Đến đây thì cái chương trình của chúng tôi thì cũng đã mãn. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Hùng đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình Quốc Phương, Minh Thư xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả của BBC Việt ngữ xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn các quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại.